Đây là cách giúp con giàu nên nhanh chóng. Con cứ yên tâm, đã kinh nghiệm lâu năm rồi, không ai có thể phát hiện ra đâu. Ngày mai con bé nó qua đó, con tiếp nó đàng hoàng nghe chưa? Big Sound Media, đối tác chuyên sản xuất phim quảng cáo, phim giới thiệu doanh nghiệp chuyên nghiệp. Đỡ mỏ không vậy? Đỡ. Anh, nếu một ngày anh phải bỏ em á, thì em không biết là em sẽ thế nào nữa. Sao em nói vậy? Anh thề với em luôn á, anh không bao giờ phản bội em. Thiệt vậy sao? Thiệt mà. Xong rồi con, bệnh tình của con hôm nay là giảm lắm rồi đó. Chỉ cần đi tái khám 3 lần nữa con sẽ khỏe mạnh thôi. Nhớ lời thầy, về uống thuốc đều đặn, sinh hoạt cũng đều đặn. Cảm ơn thầy. Dạ chồng em, cảm ơn thầy nhiều lắm nha. Có gì đâu con, đó là trách nhiệm của thầy. Vất vả cho thầy quá à. Em ơi. Dạ. Em về đi thầy. Em về đi. Cô chào thầy. Chồng con. Ủa mà chồng con đâu? Sao con tới đây có một mình vậy? Thì hồi trưa á, chữa bệnh ở đây xong về á, không biết sao á, con cứ bị tức ngực ở đây nên phải tức lắm, tức lắm thầy. Nó nóng ran hết người á, nên con qua đây kiếm thầy chữa bệnh nè. Đưa cái tay thằng con. Thật ra con không có bệnh gì cả, chỉ là con đang không thỏa mãn với chuyện vợ chồng. Thầy sẽ cho con một thang thuốc về cho chồng con uống, đảm bảo chồng con sẽ tăng cường sức khỏe. Lúc đó con sẽ được toại nguyện. Con không muốn như vậy đâu thầy. Cái máy đã cũ rồi, mình có sửa sang lại thì trước sau gì nó cũng hư luôn á thầy. Thôi, thầy trực tiếp chữa bệnh cho con đi thầy. Chuyện này không có được đâu con ạ. Vậy mà lúc nào thầy cũng xưng mình là thần y, thấy người ta chết mà thầy không cứu. Thầy xin lỗi, thầy chỉ có thể chữa cho con bằng cách bình thường, không thể chữa bằng cách con nói được. Xin lỗi. Thầy ơi, có gì đâu mà thầy ngại. Cái này là thầy đang chữa bệnh cho con, chứ đâu có làm gì trái đạo lý đâu mà thầy sợ, đúng không? Đúng không thầy? Được thầy. Thầy nghe con nói đúng không? Mình đâu có làm gì trái đâu. Thôi được rồi. Hôm nay ta sẽ giúp đời, ta sẽ giúp con. Qua đây với em nè thầy. Em nghe chết đi được. À,
em quên có chuyện này hỏi anh nữa. Cái thuốc anh đưa cho chồng em uống á, em cho anh ta uống gần hết rồi. Khi nào anh ta mới đi vậy? Em muốn chồng của em đi sớm vì sao? Dù gì anh ta cũng ở với em mười mấy năm rồi mà. Phải nói là em chịu đựng sống với anh ta mười mấy năm mới đúng. Anh ta mà nghèo nàn không có tiền thì em bỏ đi từ lâu rồi. Không ngờ em điêu người như vậy, em làm bất ngờ đó nha. Anh làm như anh ai tơ lắm vậy. Thank you.